Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ đến cái bước tiếp theo là cài plugin cần thiết nhé. Cài plugin cần thiết thì cái website mình nhất sẽ demo cho bạn, đó là website này đúng không ạ? Nhất sẽ hướng dẫn các bạn cái website làm blog và cái website có giao diện bán hàng đúng không ạ? Website bán hàng đó, Nhất sẽ hướng dẫn các bạn cả hai luôn. Này, website bán hàng thì nó có cái phần shop này đúng không ạ? Đấy, ví dụ thêm vào dòng hàng này xem này. Rồi, ở cái video tiếp theo này thì chúng ta sẽ đến cái bước là thiết lập plugin trước đúng không ạ? Rồi, quay trở lại nhé, quay trở lại cái web demo 1. Rồi, ở đây thì Nhất sẽ vào phần plugin này. Plugin là một trong những cái tiện ích đúng không ạ, giúp cho chúng ta có nhiều cái website của chúng ta có nhiều chức năng hơn, thì chúng ta có thể cài rất là nhiều cái chức năng cho website của chúng ta đúng không ạ. Ví dụ ở đây thì Nhất sẽ tiến hành cài cái plugin Table of Content này đúng không ạ, thì nó giống như là cái mục lục phải không ạ, đúng không ạ, nó tạo giúp cho chúng ta tạo mục lục. Rồi quay trở lại đúng không ạ, quay trở lại. Rồi, website của chúng ta, chúng ta tiến hành đến cái phần đó là cài plugin đúng không ạ. Rồi ok, tiếp theo thì Nhất sẽ hướng dẫn các bạn cài plugin cho website. Rồi ok, chúng ta click vào cài mới nhé, plugin cài mới này. Rồi ở cái ô tìm kiếm này thì chúng ta sẽ tiến hành để điền cái plugin vào đây đúng không ạ. Gắn vào đây. Đây được không ạ? Cái này nó sẽ giúp cho chúng ta tạo cái mục lục đúng không ạ? Để cài plugin thì các bạn tìm kiếm này, rồi các bạn cài đặt thôi. Click vào nút cài đặt. Rồi, kích hoạt. Rồi tiếp đến nhé, cái lúc plugin tiếp theo này. Rồi. Chúng ta copy cái này sẽ tạo cho chúng ta cái tab đúng không ạ, cái tab ở bên này này. Đấy. Ví dụ quan tâm gần đây này, nó sẽ giúp cho chúng ta tạo cái tab. Rồi nhớ sẽ quay trở lại. Click vào cài mới đúng không ạ? Đấy, chúng ta cứ thêm cái gói này vào thôi. Rồi, chúng ta tiến hành cài đặt. Rồi, tiếp tục cài mới. Để cho website chúng ta nó SEO tốt thì chúng ta nên cài đặt cái plugin SEO này đúng không ạ? SEO tức là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ấy, đúng không ạ? Rồi chúng ta quay trở lại nhé, quay trở lại website. Rồi làm cái tên plugin vào. Đấy, cài đặt. Chờ một chút đúng không ạ? Thì các bạn có thể cài đặt rất là nhiều plugin vào trong cái website của chúng ta nhé. Đấy. Thì Nhất sẽ có một cái video để hướng dẫn bạn ở trên YouTube đúng không ạ? Các bạn có thể gõ plugin Đào Xuân Nhất. Đây. Ở đây thì Nhất sẽ có 15 cái plugin mà các bạn cần phải cài. Đúng không ạ? Đây này, link tải. Thì các bạn có thể theo dõi những cái plugin này, đó, cái danh sách này đúng không ạ? Theo dõi danh sách này. Để các bạn cài đúng không ạ? Đấy, có cái phần mô tả ở đây này. Đó, thì các bạn có thể cài. Và một cái tip nữa là các bạn có thể lên Google đúng không ạ?
các bạn có thể lên Google, các bạn gõ cái từ khóa plugin này, plugin cộng với từ khóa, ví dụ như là plugin tạo mục lục. Đấy, thì nó sẽ có những cái gợi ý này, đúng không ạ? Gợi ý này thì các bạn tiến hành, các bạn tìm cái tên thôi, đúng không ạ? Review, xem review của những cái trang đầu tiên này này. Đấy, rồi các bạn tiến hành cài không? Ví dụ như mục lục thì nó có rất là nhiều, đúng không ạ? Rất là nhiều. Table of Content Plus cũng có thể tạo được. Đấy, đúng không ạ? Simple rồi Table. Rồi rất là nhiều plugin, có phí trả phí khó, đúng không ạ? Thì các bạn có thể lên Google, các bạn search nhá. Plugin đào sớm nhất, các bạn chỉ cần gõ cái từ khóa này thôi là các bạn sẽ biết được cái danh sách 15 plugin cần dùng. Rồi quay trở lại website của chúng ta. Với cái sale này thì chúng ta cần phải thiết lập, đúng không ạ? Cần phải thiết lập. Các bạn click vào thiết lập nhé. Rồi các bạn click vào web master tool này. Ở đây thì các bạn sẽ click vào Google Search Console. Rồi các bạn click vào HTML tag, đúng không ạ? Rồi các bạn giữ chuột nhé. Nhấn Ctrl C này. Đó. Bôi đen những cái ký tự ở trong dấu ngoặc kép, đúng không ạ? Nhấn Ctrl C. Quay trở lại website của chúng ta, dán cái mã đấy vào, đúng không ạ? Rồi lưu thay đổi. Rồi tiếp đến, chúng ta sẽ quay trở lại cái trang lúc nãy chúng ta copy đấy, đúng không ạ? Chúng ta nhấn verify thì nó sẽ báo thành công, đúng không ạ? Báo thành công đấy, đúng không ạ? Và từ nay trở đi, tức là cái bước này các bạn đã khai báo cái website của bạn với Google, đúng không ạ? Và từ nay trở đi là cái website của chúng ta sẽ được Google quan tâm và nó sẽ đánh chỉ mục, đúng không ạ? Ví dụ Google này, đúng không ạ? Google.com. Ví dụ khi mà các bạn search cái web của các bạn site 2 chấm, đúng không ạ? xuânnhất.net. Đó, thì nó sẽ có chứng đây kết quả này. Được chưa? Đấy, đúng không ạ? Đó, đấy là cái bước mà chúng ta có thể cài plugin. Đây, cơ bản, đúng không ạ? Hướng dẫn bạn cơ bản thôi. Còn các bạn sẽ xem thêm nhé. Hoặc là các bạn muốn cài thêm một số cái chức năng nữa cho website chúng ta thì các bạn có thể lên Google, các bạn search, đúng không ạ? Rất là dễ thôi, rất là đơn giản. Rồi bước tiếp theo thì Nhất sẽ hướng dẫn bạn thay đổi giao diện và tối ưu giao diện, được chưa? Để làm sao cho nó giống với cái bản demo này nhất, đúng không ạ? Với cái bản demo này. Ở đây nếu như các bạn muốn cài một plugin, cái phần icon này thì các bạn có thể cài một cái gọi là menu icon, đúng không ạ? Menu icon này. Rồi ok, tuy nhiên ở đây Nhất sẽ không cài nữa để tránh mất thời gian của bạn. Rồi chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, đó là thay đổi giao diện và tối ưu giao diện, đúng không ạ?